không lùi của anh nhá. Cho mình mượn một bạn. Thủ môn có thể quay dùm anh được không? Quay một lúc thôi là quay như thế nào anh? Quay theo bóng đi, À quay theo bóng. Hiệp 2 mới bắt, hiệp 2 mới bảo bắt thì quay theo bóng, quay theo bóng này thôi nhá. Vâng, ok. Em ơi, đọc lên. Quý vị và bạn đang đến với sân vận động cạnh Amisato để theo dõi trận đấu giữa đội bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam TFC và BTS. Đội hình của đội tuyển BTS Kizra FC ra quân với đội hình như sau. Số 1 Phương Văn An mang áo số 9, Vũ Văn Nhất mang áo số 5, Nguyễn Minh Tiệp mang áo số 19, Phạm Hồng Sơn mang áo số 15, Nguyễn Văn Hậu mang áo số 3, Vũ Văn Kiên mang áo số 10, Phạm Ngọc Trọng mang áo số 7, Hà Thanh Tùng mang áo số 14, Nguyễn Anh Tập mang áo số 13, Nguyễn Hải Phong mang áo số 8, Nguyễn Duy Hùng Quang mang áo số 18, Nguyễn Văn Nhật mang áo số 23, Vũ Huy Trương mang áo số 18, Đoàn Văn Kiên mang áo số 99, Đào Văn Hải mang áo số 11, Bùi Thanh Long mang áo số 17, Phan Văn Toàn mang áo số 26 và cuối cùng là Hoàng Văn Khương mang áo số 25. Như vậy có thể nhận thấy là đội hình của đội tuyển BTS Kizra FC ra quân với đội hình toàn là người Việt và không có cầu thủ người nước ngoài nào. Đội hình to nhỉ. Cột chế. Anh Diệp lùi lại, anh Diệp lùi lại đi về. Ủa Hưng đã chốt hay đá đâu với Hưng? Đội tuyển Kizra FC đã chốt thì phải vị trí dưới chứ. Trang phục đã sai áo trắng quần xanh và tất trắng. Đó sao ông Việt Vị này đứng đây ấy? Chưa có sụ áo. Và tôi xin giới thiệu với khán giả đội hình của đội tuyển Việt Nam GP ra sân với đội hình như sau. Thủ môn mang áo số 1 Nguyễn Minh Kiên. Cứ đọc hay chưa anh? 1 2 3 được rồi. Ok. Đỗ Nhật Kha vị trí trung vệ, Mai Văn Hải trung vệ, Trần Quốc Hưng trung vệ, Ngô Nhật Quang tiền vệ trụ và Ngô Văn Huấn. Trần Quốc Hưng và Ngô Nhật Quang là hai là chắn thép trước hàng phòng ngự của chúng ta. Trần Quốc Tâm ở vị trí trung tâm, Phạm Mạnh Tiến ở vị trí tiền vệ trung tâm, Lê Mạnh Hùng ở tiền vị trí tiền vệ công, Nguyễn Quỳnh. Này chứ được dùng bao nhiêu lê thế mà không cứ để vậy ông kia để đi qua ra người ta kia người ta bắn cánh trái của quay tay này khó quay là đi ra sao ra kỳ mà ở vị trí tiền vệ cánh phải là tiền vệ mang áo số 15 Kawasaki được. Như vậy là mà cái phong chấm thế là đạo mang áo số 9 đứng ra ngoài nhỉ.
tiền đạo Đoàn Trọng Hiếu. Chúng ta đây em ơi, chúng ta đây các bạn. Anh đang bắt chồng Hải Minh đi lại bắn với anh Hải à. Gồm có 9 cầu thủ người Việt Nam và 2 cầu thủ người Nhật Bản. Một cầu thủ là mệnh danh là Ronaldo của Việt Nam của giải phổi Nhật Bản. Một cầu thủ là mệnh danh Gareth là Gareth Bale của giải bóng đá bán chuyên nghiệp Nhật Bản. Chúng ta cùng đến với diễn biến trên sân của trận đấu. Đội đường truyền mở cánh ra biên của đội tuyển Vizila nhưng bóng đã đi hết đường biên ngang, à đường biên dọc. Một cầu thủ vừa mới hét lên là ném biên không việt vị, như vậy có thể là cầu thủ này nhận thấy là cầu thủ này nắm rất chắc luật bóng đá của sân 11. Quyền ném biên vẫn thuộc về đội tuyển Việt Nam GT. Một cầu thủ Đoàn Trọng Hiếu đã bắt tốc độ rất nhanh nhưng vẫn không kịp so với thủ môn của đội bạn. Đổi mà, đang đổi mà. Trọng tài cứ lo xem nó bóng rồi. Trọng tài này phải lên bên công an kia bên kia nhá. Rất tiếc cho đội Kizuna FC. Một pha vào lưới thật là đáng tiếc. Anh cho anh Bảo kia ra cánh nhờ. Cô tay. Quỳnh đâu? Bên đội Việt Nam, Japan FC. Không chạy cánh ngay, chạy cánh cho bạn này đi. Cầu thủ thứ 2 ra sân và cầu thủ số 19 vào sân. Tiên cánh này kia, tiên. Cánh này. Cánh trái hậu vệ cánh trái. Hậu vệ ở đây ai hậu vệ được? Có ai hậu vệ được không? Bảo tay hậu vệ là các bạn phải, các bạn đến đây là không phải nghịch điện thoại, đến đây là đá bóng. Bây giờ thay người hay không là mình vào cái là mình vào thay luôn. Mấy người xuống đây mà đứng gọi ai hậu vệ vị trí nào là thay vị trí đó thôi. Hay chọc khe. Chuyển sang. Đá tiếp. Không còn vị. Không làm lợi, đá tiếp. Trọng tài viên sắc cử không biết bắt nhỉ, chán nhỉ. Sao này? Người mình bắt liệt vị người mình. Bắt luôn anh Sơn ơi.
Ơ Hiền. Đấy chị Hiền vào đi, vào đành cái sao. Đi tất tỏi, tất đỏ, trên kia có tất đỏ đấy. Đây rồi. Sơn. Ăn rồi, ăn rồi. Xuống tặng luôn. Vào. Lùi lùi tí anh ơi. Đá thỏng rồi anh Hưng. Cải biên cho nó đổi đi anh ạ. Cho đổi luôn dòng cải biên đi. Đổi luôn đi anh ơi. Đổi ngược lại. Đổi ngược lại, đừng ngược lại giúp anh với. Chạy sao bao nhiêu luôn, chạy sao bao nhiêu luôn. Một vòng, chạy một vòng nữa. Đổi ngược dòng cải biên đi một vòng lại. Đổi đổi cho cải biên. Nhầm dòng cải biên rồi. Đổi mình bắt đổi mình thì bắt thế nào được. Bây giờ nó đang đá rồi. Ờ cái bắt này vẫn thường mà. Không, bây giờ bắt chuẩn cho anh là được rồi. Thôi đó chuẩn được rồi. Anh thế bắt 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 vậy được rồi. Vào luôn. Mới chọc vào. Để vào luôn. Vào nhanh đi anh ơi, hết giờ rồi anh kìa. Ok. Các bạn vừa có thay đổi người, số 7 và số 10 vào sân. Đá đúng vị trí nhá, đừng có mà di chuyển vị trí nhá. Mấy mấy bạn khởi động đi quay chân tí đi vào thế đây. Ra đây khởi động cùng với cả. Đây có thủ thứ 6. Ờ bóng vàng bóng được dịch, lấy bóng khác đi sang mình chỉ cả vàng đi. Cổ vàng kia mà thay dưới đâu. Đóng cổng quay video.
Smart set cô tay. Smart set cô tay. Vào đi. Tiền trên từ trước khỏi này đi. Cho nó phạt xong đã. Thủ môn này bắt rất tốt nhé. Thay Hưng đeo kính ở hậu vệ nhé. Để bóng ra biên á. Cái gì Phương nhìn cho quen gặp rồi phải nhỉ? Bờ đá con mới thôi. Hả? Bờ đá dài mới thôi. À, nhậu chung mình, thằng ngồi chung mình. Cái gì quen, đá giữa nào? Hậu vệ à? Ừ. Nốt quả ra biên cho người vào trước ạ. Sao tí nào thay nhỉ? Giữa đâu hết rồi nhỉ? Cho hai cụ cậu Nhật vào giữa đá. Số 1. Số 1 xét cô tay. Số 1 xét cô tay. Hưng ơi. Hưng. Đá đâu? Đổi em luôn. Hậu vệ cánh à? Trên trên. Tiền đạo cánh ai? Tiền đạo cánh. Cho để anh vào. Hưng ơi. Dạ. Ra. Rồi đây rồi ai ai. Ở đây được anh kể cánh. Hiên vào trước nhé. Mệt ghê đấy. Chảy ủ tai luôn. Chịu khó đi. Lui em nhiều phải không?
Hay quá. Chúng người chạy. Chúng người chạy. Được sao? Thì ở ngoài tự tự giác thay nhé, ai chưa đá tự giác thay nhé. Anh mệt thì tự giác ra đi. Đây à? Ở trong túi này có người gì đen đây?
cứng hết ta. Giờ mình coi rồi mình học hỏi cũng được. Vâng. Nó mắt cứng rồi nó chỉ huy nó la lối nữa. Nên em bắt thế, em bắt em phải la lối. Vâng. Nào lên mấy thằng ở trên ở vị trí nào. Vâng. Thậm chí là quát luôn á. Anh ơi. Nếu như thằng cũng muốn qua xem rằng nó mới 17 tuổi nhưng mà nó chỉ huy thằng người nó quát thằng lớn. Hô lên anh ơi, hô em lên. Người ra khỏi nào đúng rồi. Nó chuẩn bị làm hợp đồng nhà nha. Ông ơi. Lên. Này bất động sản. Bất động sản. Công ty bất động sản mà. Cái nhà dưới Mishikasa rất là đông. Mishikasa anh hết hợp đồng. Giờ anh là ở Minamigo Tokyo. Anh ơi, gần hết pin anh ơi. Nếu ông này chuẩn bị thay vào luôn. Em về bắt em đứng ra việt vị. Em đứng vậy là việt vị rồi. Không, sân nhà mình không việt vị. Sân bên mình mà. Sân bên mình nhá, bên này nó phát sang cái gì như ấy. Không, bao giờ bóng quá sân này mình chạy xuống cũng được mà. Dơ ngoáy mù đây. Ngoáy như đánh trứng ấy. Chạy đi. Chuyền. Đây đây. Chân nhảy chân rồi. Tốt. Hay. Đi rồi. Dạ. Chạy đi.
Cao cúi giời ơi. Chưa. Đâu bên ngoài? Bên ngoài. Bóng đi, cãi.
anh đừng quay hộ em nhé. Quay em lúc tí nữa vào. Nắng quá. Hai cái thấy gì đâu vậy? Thì cứ lúc nào bóng ở đâu thì cho cái tâm. Cho cái tâm theo cái ống này. Thấy được gì phải không? Thấy được thôi chứ. Làm gì đó ai ra được. Cái này phải quay máy từ lên cao cơ. Quay đúng cái từ xuống lên cao nó mới thấy được hết. Quay này nhỏ xíu ấy. Sao bị phạm bị cái lỗi liên tiếp ta? Mày đụng đến mình hôm nay sao đã bị ép sân kinh khủng không? Đúng không? Bị cái lỗi ném biên liên tục. Một tốt quá. Bên mình có thủ môn cũng nhìn tốt thật. Ôi. Đứt bị rồi. Đứt bị rồi. Ê. Tí đổi bên. Đứt bị rồi. Trọng tài kia nó mới bắt. Ở bên cánh trái của em có thằng đứng cuối cùng kìa. Không còn nữa. Cánh trái thằng nhỏ nhỏ kìa, cũng cuối cùng kìa. Trọng tài. Trọng tài bắt cũng chẳng ra gì đâu anh nhỉ. Bắt có sát đâu. Trọng tài. Phạm lỗi thủ môn. Phạm lỗi thủ môn rồi. Ép xăng quá nhỉ. Hay quá. Đó bóng cơ thừa. Cánh lên luôn, thằng cánh lên. Nhưng mình được thủ môn hay đúng không? Ừ, thủ môn. Bên mình được thủ môn hay. Chuyền đi. Ôi trời. Vào. Vào rồi. Một pha lóng ngóng vào thủ môn. Rồi tôi ngóng hậu vệ. Ê mà số mấy cô ghi bàn nhỉ? Tám rồi. Chuyển băng kỳ số rồi. Nước kìa chay rồi. Chuyển băng kỳ số. Mấy rồi? 26. Đâu 3 mấy? Còn.
nhiêu rồi? Hả? Căng bao nhiêu phút? 42 rồi. 42 phút rồi. Bị níu rồi. Chúng ta 42 phút rồi. Chúng mình hết hiệp rồi. 45 phút mới hết hiệp. Chúng mình hết hiệp rồi. Chúng ta bắt đẹp rồi. Bù giờ thêm vài ba phút nữa. Trọng tài nó cá giờ mà nó bấm giờ mà. Biết rồi. Thì mình nói ta lên đi, còn 2-3 phút nữa. Chuyền đi, chuyền đi, đúng rồi. Đứng chạy, bỏ bóng chạy, một ông chạy thôi. Tốt lắm. Hay. Đẩy lên. Nhật đang hay. Giờ giờ đây. Hết rồi một rồi. Này giữ luôn à. Ôi anh xem biết đâu được. Để luôn ta. Hết pin rồi. Nó lại hết pin. Hết rồi một rồi. Stop đi. Tốt hết một đây. Một không à? Một không rồi. Con nắp bằng, con nắp bằng.